Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã cử cán bộ chiến sĩ dọn dẹp tại trường tiểu học số 2 Hòa Liên, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Các cán bộ chiến sĩ đã sử dụng máy bơm công suất lớn trên xe chữa cháy, xịt toàn bộ khuôn viên sân trường, giải phóng được một khối lượng bùn đất ra khỏi khu vực trường, cưa một số cây cối bị ngã đổ. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang thông báo cho học sinh, học viên đi học trở lại từ ngày mai, ngày 15 tháng 10. Đối với các trường vẫn còn ngập lụt, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hiệu trưởng các trường, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.